Viễn cảnh hãng xe danh tiếng của Đức BMW tham gia MotoGP càng trở nên đáng tin hơn bao giờ hết khi giám đốc BMW Motorrad nói rằng BMW luôn để mở cánh cửa với MotoGP. Năm 2027 sẽ là thời điểm hoàn hảo để bước chân vào MotoGP vì đây là lúc quy định mới được giới thiệu. Lúc này hãng nào cũng như nhau nên BMW sẽ có cơ hội để xây dựng và phát triển một chiếc xe có tính cạnh tranh cao. BMW vẫn thường xuyên liên lạc với Dorna, công ty đang nắm giữ bản quyền MotoGP và có những buổi thảo luận sâu sắc về các quy định mới. Đối với BMW nói riêng và các hãng xe khác nói chung, tham gia MotoGP chủ yếu là làm thương hiệu, yếu tố tài chính cũng quan trọng nhưng không phải là tất cả. Chuyển giao công nghệ cũng là yếu tố then chốt nhưng suy cho cùng tham gia MotoGP mang đến cho các hãng xe, đặc biệt là các hãng xe mới gia nhập giải đua này, mức độ nhận diện thương hiệu mang tính toàn cầu. BMW đang phân tích và đánh giá tất cả các yếu tố liên quan trước khi đưa ra quyết định. Anh em có thấy hứng thú với việc BMW sẽ tham gia MotoGP hay không? Bình luận bên dưới nha!